đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha, lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Chiều tình chung thủy có em bên bờ sông vắng, ngày ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng, lệ buồn đêm khuya thức trắng, chiều chiều nhìn theo ánh nắng lời thề ước dưới anh trăng. Tình là tình cô đơn tay thế gió lặng mùa đông, ngọn đèn dầu chiếc bóng nơi cô phòng, và mỗi lần chiêm én đưa tim con đỏ sáng sông, chờ mong sầu thương đã lỡ trách chi duyên tình dang dở, đời người con gái chỉ có một lần ước mơ, nào ngờ tình yêu chắc chớ, tình đẹp là tình bơ vơ, chờ người đến chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha, lòng đã sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vắng, ngày ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng, lệ buồn đến khuya thức trắng, chiều chiều nhìn theo ánh nắng lời thề ước dưới anh trăng. Tình là tình cô đơn tay thế gió lạnh mùa đông, ngọn đèn dầu chiếc bóng nơi cô phòng, chi duyên tình dang dở, đời người con gái chỉ có một lần ước mơ, nào ngờ tình yêu chắc chớ, tình đẹp là tình bơ vơ, chờ người đến bao giờ. Nào ngờ tình yêu chắc chớ, tình đẹp là tình bơ vơ, chờ người đến bao giờ. Thưa quý vị, người phụ nữ Việt Nam rất cần sự yêu thương và trân trọng. Chỉ cần được yêu thương thôi thì người phụ nữ Việt Nam có thể hy sinh hết tất cả những gì mình có cho người mình yêu, thậm chí chỉ là một cái hẹn thì có thể chờ đợi đến mãi mãi. Thưa quý vị, Phương Thảo thấy là người phụ nữ xưa của chúng ta rất là khổ, nhưng mà Thảo thấy người phụ nữ hiện nay còn khổ hơn rất là nhiều. Thảo và rất nhiều những chị em, bạn bè của mình thường hay truyền tay nhau,
mình không phải chỉ giỏi ở ngoài xã hội, đảm đang công việc trong gia đình, mà còn phải biết làm đẹp cho chính mình, để giữ chồng, để gia mình luôn hạnh phúc. Đó là câu chuyện mà rất là nhiều người phụ nữ đã nói với nhau. Nhưng phần tầm đến thác vẫn phải nhả tơ. Đã là phần phụ nữ thì đến thác vẫn phải hy sinh vì gia đình. Thưa quý vị, nếu như sự hy sinh của người phụ nữ mang đến sự vẹn toàn cho gia đình, thì chúng ta cũng nên hy sinh để mang điều hạnh phúc đó. Và thưa quý vị, cho phép Phương Thảo được nghiêng mình gửi lời tri ân đến sự hy sinh vô cùng quý báu của người phụ nữ Việt Nam. Người đàn ông của mình trân trọng, yêu thương, hiểu. Điều đó có tuyệt vời không ạ? Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho ca khúc này đã cùng khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin quý vị và Phương Thảo sẽ được giới thiệu đến quý vị biên đạo múa Nam Long đã dàn dựng chương trình này. Xin một tràng pháo tay dành cho anh ạ.
Xin được cảm ơn ca sĩ Lê Phương, ca sĩ Trung Kiên đã cùng kết nối với chúng ta câu chuyện lụa rất là khéo léo qua hai ca khúc Chờ Người của Khánh Băng và ca khúc thứ hai là Em Trong Mắt Tôi của Nguyễn Đức Trung và chúng ta Nguyễn Đức Cường. Sorry quý vị, về cảm xúc bây giờ của Thảo đang khá là lâng lâng nên Thảo quên luôn cả tên tác giả. Và một tràng pháo tay nữa dành cho Vũ Đoàn Mộc ạ. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã thưởng thức gọi là một cái tiết mục văn nghệ thì nó hơi ít, hơi nhỏ bé quá so với cái phần trình diễn vừa rồi của các bạn. Mà quả thật có thể xem như là một cái chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng khá là hoành tráng, cũng rất là sôm tụ. Phải không thưa quý vị, tại sao chúng ta không dành cho thêm một tràng vỗ tay nữa? Và bây giờ thì mình sẽ phải lắng nghe lời góp ý từ các vị trong ban giám khảo. Đầu tiên xin được mời thầy Hà Thế Dũng ạ. Các bạn làm nhóm mà khởi đầu tiên. Chúc mừng các bạn ý. Với một cái chủ đề lụa, đối với Nam Long thì cái thứ nhất là đây nó như một cái thơ múa. Thế cho nên nó từ ngôn ngữ động tác, xong rồi cho đến tất cả các cái tuyến múa, và đặc biệt là tất cả các tạo hình, mình sâu chuỗi nó hơn nữa. Ví dụ chẳng hạn khi các em đã ở trong cả cái vòng của toàn bộ cái khăn của giải lụa ở trục giữa, cái chỗ đấy nó thiếu cái sự tinh tế. Việc thứ hai nữa là bởi vì đây gồm có cả ca sĩ cho nên cái bố cục sân khấu chung mình cố gắng bớt lộn xộn. Lúc đấy cái phần múa làm thế nào để cho người ta nhìn thấy cả cái bối cảnh chung. Thế còn đối với tất cả các bạn diễn viên múa thì chúng ta cũng cần phải rút kinh nghiệm luôn. Tức là các bạn chưa thuần hết tất cả các cái tuyến múa. Nhưng mà tôi vẫn thích cái bắt đầu của các bạn bởi vì nó làm sự trong sáng, trẻ trung, tươi mới. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn thầy Hà Thế Dũng. Mình vẫn chưa có hài lòng lắm. Tại vì mình bị trục trặc về các diễn viên múa của mình, bị trục trặc về đạo cụ và các bạn bị rất là rối rất là nhiều. Và đó là cái điều là mình làm rất là mình khó chịu lắm. Và đặc biệt một cái điểm nhấn đối với tôi là khi hai bạn cuối cùng một cái nụ hôn đấy, hình như là các bạn có cố tình không? Dạ thưa thầy, cái đó là cảm xúc thật đó thầy ạ. Dạ. Tình yêu thật đó thầy. Tình yêu thật ạ. Dạ. Thế thì tôi chúc mừng hai bạn vì đấy là một điểm nhấn ở trong cái tác phẩm các bạn muốn thể hiện. Khi kết cái phần thi của mình Kiên dành cho Phương nụ hôn, như là vì đó là như một lời cảm ơn của Kiên dành cho Phương. Vì lúc tập thì cũng hai đứa cũng hơi run, nhưng mà khi diễn thật á thì mình thấy là ở Lê Phương rất là tự tin và hát rất là hay và làm được đúng như những gì mình muốn. Bất ngờ quá, lâu ngày không thấy Lê Phương đóng phim, cứ nghĩ là Lê Phương lui về ở ẩn rồi, nhưng mà không phải, bà lui về bà học luyện thanh. Thành ra bà ra bà hát cái hú hồn luôn á. Cái chất giọng của Lê Phương lạ lắm nha em. Dạ. Nó trầm trầm ở dưới nhưng mà rất là tình. Cái lúc mà cái giọng nam với giọng nữ bắt vào thì chị nói ủa sao giọng nam cao vậy ta, rồi giọng nữ làm sao hát, mà không ngờ là Lê Phương có giọng của đàn ông. Nha. Yeah. Giọng trầm của đàn ông. Cảm thấy rất là mãn nguyện. Bởi vì bản thân Phương là một khoảng thời gian trước đây tất cả mọi việc mà mình phải tự lo, tự quán xuyến hết, thì cũng cảm thấy mình đôi lúc cũng giống như người đàn ông vậy đó. Mà hôm nay thì chị Thanh phát hiện ra cái chất của mình. Chị rất ngạc nhiên với cái giọng hát của Lê Phương. Nó trầm lạ lùng. Đáng lẽ nữ phải hát cao và nam hát thấp, thì ở đây lại nữ hát thấp, nam hát cao. Cũng là một sự sáng tạo tự nhiên có. Đặc biệt là chị nghĩ là Lê Phương đang rất là hạnh phúc. Em khai thiệt đi. Có, chàng phó tay. Chị thay mặt cho khán giả cảm ơn Trung Kiên rất là nhiều đã đem tới cho Lê Phương một sự bình yên. Kiên đã cho em một cái năng lượng tích cực. Chúc mừng em. Cũng không giống khán giả thì thực sự là trong cuộc thi này sáng sớm là Trung Kiên này phải dặn là phải luyện thanh. Lúc nào cũng nhắc là phải luyện thanh. Và thực sự cái tinh thần làm việc nói chung là về kỹ thuật thanh nhạc của Trung Kiên rất là tốt. Và Phương cũng học được chút xíu. Chị thích MC cái chỗ này nè, em biết gì không? Em nói lộn tên tác giả, nhưng mà em nói tại vì em cảm xúc quá cái em nói lộn. Và câu thứ hai là Em Trong Mắt Tôi của Nguyễn Đức Trung và chúng ta Nguyễn Đức Cường. Sorry quý vị, về cảm xúc bây giờ của Thảo đang khá là lâng lâng nên Thảo quên luôn cả tên tác giả. Người ta gọi là nhanh nhạy ứng biến nhanh. Cái đó cũng là một điều tuyệt vời trên sân khấu, đúng không Quỳnh Hoa? Đúng rồi. Có rất là nhiều cách để xử lý cái phần tên tác giả này. Cái quan trọng là mình biết sai và mình sửa liền. Cái đó là điều quan trọng bởi vì thông tin rất là cần chính xác. Phương Thảo, chị đã nhìn thấy em dẫn chương trình từ những cái ngày đầu tiên em bắt đầu cái công việc thì đúng là ngày hôm nay em khác hẳn. Tự tin hơn rất nhiều, rất tự nhiên, rất là thoải mái khi dẫn. Tuy nhiên trong cái phần đầu nếu như mà Thảo đi vào trong câu chuyện hơn một chút, nó tình cảm cùng với cái câu chuyện mà mình dẫn dắt hơn một chút nữa thì nó sẽ đẹp hơn cho cái đường dây của mình. Cái vai trò MC của Phương Thảo ngày hôm nay thực sự rất là nặng nề. Bởi vì như các bạn biết, với chủ đề lụa và hai ca khúc mà ca sĩ chọn, đó là ca khúc Chờ Người và khúc Em Trong Mắt Tôi. Để làm thế nào liên hai ca khúc này lại với nhau, làm cho nó nhịp nhàng hơn với nhau,
thực sự rất là khó nếu đi bỏ đi cái vai trò của người MC. Chắc chắn rằng hai tiết mục này không thể nào là một. Về cái phần dàn dựng thì lúc đầu ra là cái sợi lụa chị thích lắm, cách em uyển chuyển biến đổi những cái sợi lụa nó rất là hay. Tuy nhiên có một cái điểm nhỏ mà chị hơi tiếc thôi, nếu như là cái bố cục kết nối giữa hai cái bài hát á, các bạn chuyển nhạc nó êm dịu hơn một chút, nhẹ hơn một chút thì nó sẽ mềm hơn. Một lần nữa xin cảm ơn ban giám khảo và cảm ơn tất cả các bạn, Đỗ Phương Thảo, Dương Nam Long, Trung Kiên và Lê Phương. Xin chào quý bà con. Quá ôi đi chứ con. Dạ đối với cô mấy chú ạ. 4 năm học đại học rồi, bữa nay được đi thực tập nó ra cái không khí nó khác hẳn à. Có cây dừa nè, có hàng lúa nè, rồi bên cạnh đó hả, cây chuối. Trời ơi, đi ngang hàng vịt nó cạp cái hết hồn luôn á. Mà quả thật nha, cái khung cảnh này mình không tức cảnh sinh tình là coi như quá dở. Rồi, ghi set in truyền thông Khang, ngôi sao phương Nam, truyền hình Vĩnh Long 1. Xinh như mộng ước, yêu thương rằng
cho mai sau đời ta luôn có nhau như những ngày mới gặp nhau. Đưa ánh sáng sông vào vườn trống chôm chín bằng xuồng ghe máy đuôi tôm. Vườn soi trái ngọt tình mình cũng thật đậm đà. Không thể tin là nó ngọt ngào như vậy. Em ơi, tại Phương đang đóng phim với Bạch Công Khanh mà Phương đóng vai mẹ của Bạch Công Khanh cho nên con không tin là má con hát hay như chị. Bữa nay cho má làm chị nha. Ok ok, trời chị hát hay quá chị Phương ơi. Cảm ơn em. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Và khán giả tại trường quay sẽ chỉ dựa vào tiếng hát cũng như phần biểu diễn của người chơi. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa hát xong ca với Lê Phương. Xin cảm ơn MC Bạch Công Khanh rất là duyên dáng. Xin cảm ơn bốn vị khách mời, xin cảm ơn chị và xin cảm ơn quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay cũng như là quý vị khán giả đang xem đài. Vương là tiếng Vương. Dạ, công việc của em thì hiện tại em làm tùm lum hết. Em làm MC và em dạy tiếng Anh. Nhà cũng có đi hát. Đa tài không quý vị? Giọng hát của chị Lê Phương là một giọng hát nữ khá hiếm. Bởi vì nó rất là trầm cho nên khi mà các giọng nam hát cùng á thì cũng sẽ có một số khó khăn nhất định. Bạn nghĩ sao về điều này? Chị Lê Phương ngày hôm nay quá đẹp. Rất là khó để tập trung để hát được khi mà những người song ca với mình quá đẹp như vậy. Bây giờ em phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Bây giờ thì chúng tôi sẽ nghe những nhận xét của các khách mời còn lại. Bạn Tiến Vương này cái giọng rất là bắt mít. Và anh chúc mừng em, giọng em rất là đặc biệt nha. Dạ, em cảm ơn Tiến Long rất nhiều ạ. Còn hôm nay chưa thì sao? Thì em chỉ muốn cảm ơn hai anh chị là đã gợi cho em nhớ là em đã yêu thích bài hát này nhiều như thế nào. Vậy thôi. Xin muốn khiếp yêu anh mà.
đừng nhìn anh bằng đôi mắt buồn vây vơi. Thà em nói, thà em trách rằng anh dối gian thật nhiều. Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau. Em nói đi, em nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau. Rằng anh dối gian thật nhiều. Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau. Anh nói đi, anh nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi vừa xong ca với chị Lê Phương. Nếu như chọn, quý vị nhấn phím A, và không chọn, nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Một bản song ca quá là tình tứ. Mặc dù họ chưa bao giờ tập luyện với nhau, lần đầu tiên họ gặp nhau luôn. Xin chào bạn. Lần đầu tiên em xin gửi đến anh Kim Tử Long. Anh thấy sao ạ? Anh chỉ biết là anh rất là thích giọng hát của Lê Phương. Để cho người ta nghe, người ta có hồn á, và người ta nghe cảm giác cái bài hát nó có hồn, đưa vào lòng của người ta đó, rất khó. Mà em với Lê Phương đã làm cho cả khán phòng này người ta vỗ tay như vậy là quá thành công rồi. Dạ. Tiếp lời của anh Long, mặc dù ca hát không phải là chuyên môn chính của chị Lê Phương, nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận đây là một giọng hát nữ rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Đại diện khán giả, tôi nghi vấn có thật sự gặp nhau lần đầu không? Em xin thay mặt cho ekip chương trình khẳng định điều này là sự thật. Sao hòa quyện vậy? Bây giờ thì em có thể xác nhận một cái câu đó là hai người tan vỡ thì sẽ có bốn người hạnh phúc. Cặp đôi Thanh Thức và Lê Phương không còn hát với nhau hôm nay nữa. Chúng ta có hai cặp khác. Mừng quá. Này là giống như người yêu cũ có người yêu mới ha anh. Và một lần nữa thì cảm ơn sự hỗ trợ rất hết mình của diễn viên Lê Phương để giúp cho tiếng hát của Trường Hải được tỏa sáng. Và chúng ta sẽ còn chờ đợi xem kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho Trường Hải là bao nhiêu phần trăm. Đặc biệt là dành cho Trung Kiên cái bài Thao Thức Vì Em. Dạ. Xin chúc mừng tất cả các bạn Trung Tảo, Trung Kiên, Lê Phương và Tú Trinh. Thank you.
này em còn ở đây. Anh Tèo ơi, em không lấy chồng đâu anh Tèo. Sao vậy em? Không, em không chịu lấy ông đó đâu. Giờ này em phải đang làm lễ chứ. Không, anh ơi, anh đưa em đi đi. Em không muốn ở đây nữa, mình đi liền đi anh. Đi đi con kẹp anh ơi. Út, con đứng lại cho tía. Út à, đứng lại cho tía. Trời ơi, bây giết tía rồi, đang đám cưới bây bỏ đi đâu rồi. Tao biết ăn nói làm sao với khách đây hả? Tía ơi. Con bước qua đây cho tía. Bước qua đây cho tía. Tía ơi, con xin tía. Bây giờ, bây muốn tao cắn lưỡi tự tử phải không? Bước qua đây. Tía. Dạ con chào bác. Chào cái gì? Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu không có xứng đáng với con gái của tôi. Con gái của tôi là lá ngọc cành vàng. Còn cậu, cậu nhìn cậu đi. Trời ơi, tướng ta giảm dở như vậy nè. Đàn ông con trai mà đi bắn hoa là sao hả? Ơi, rồi cậu lấy cái gì nuôi con gái tôi hả? Dạ con chỉ bán tạm thời để lấy tiền đi học thôi. Ủa gì kỳ vậy? Đang hỏi lấy gì nuôi gái tôi, tự nhiên hỏi là cậu nói là cậu đi học ở chất he vậy cậu? Bây giờ cậu đi học phải không? Tôi nói cậu nghe nè, cậu học, 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 học mắt bọc mà ăn, cậu hiểu chưa? Con gái tôi đây nè, phải lấy Đài Loan, hiểu chưa? Phải lấy đại gia Đài Loan, sói ca Đài Loan, hiểu chưa? Cậu ơi, cậu đừng có nói tôi là ép duyên con gái, tội nghiệp, biết sao không? Đây nè, tôi nói cho cậu nghe, con gái tôi đó, chồng sắp cưới của nó, ảnh năm nay ảnh mới có 70 tuổi thôi, biết chưa? Mà tuổi tác đâu có quan trọng, bây giờ chủ yếu là tiền, có tiền là được hết. Có tiền 70 tuổi cũng thành sói ca nữa, hiểu chưa? Ảnh nói rồi, đám cưới xong, về bển đẻ cho ảnh hai đứa, được 20% tài sản của ảnh. Còn cậu, cậu có cái gì hả? Trời ơi, cậu là sói gì? Cậu sói bông hả? Trời ơi, cậu nhìn lại cậu đi nghe không? Đĩa mà đòi đeo chân hạt hả? Đi về Út, đi về đám cưới liền với tía. Tía đi, ơi, nhanh lên. Đừng mà tía anh Tào. Tía ơi. Đi về liền cho tía. Lại là một câu chuyện tình buồn. Có một loài hoa mang sắc tím, thân bồng bềnh theo con nước đầy dơi. Hoa tím lục bình cứ ám ảnh mãi trên dòng sông quê, ám cả sắc tím vào những mối tình gian dở. Hoa lục bình, thân phận cứ nổi trôi theo từng con sóng, như người con gái miền Tây sông nước thật thà, chất phác mà cam chịu. Họ tin vào số phận, họ tin vào tình yêu, dù thân phận ấy có mong manh thế nào. Phải chăng cứ là sắc tím là phải sầu, phải nhớ? Anh lắm xót xa lặng thầm nhìn theo bước em qua cầu. Ngày nào có nhau ta trao ước hẹn trầu cao, mong duyên ban đầu trời thương không đổ mưa ngâu. Bóng em xa dần anh biết là muôn lần chia cách, trách ai vô tình đành tâm xé đôi tim mình. Dặn lòng cố quên sao tim vẫn thầm gọi tên, ai dù trong chiều cho lòng càng nhớ nhau. Anh
được bước sang sông. Vì đâu dở dang duyên mình, sắc hoa chung tình chưa phai màu, nỡ nào người đi. Vì đâu dở dang duyên mình, sắc hoa chung tình chưa phai màu, nỡ nào. Mơ màng màng gì vậy? May quá. Hả? Nãy giờ mình mơ, không phải thiệt. Cái gì anh nằm mơ hả? Ủa, mà em nói chuyện với Tía em chưa? À, nói chuyện với Tía hả? Em nói chưa? À, em nói với Tía rồi. Nhưng mà Tía em nói làm sao? À, em thấy Tía. Sao Tía nói làm sao? Tía nói cho anh nghe coi nào. Tía đồng ý rồi. Hay quá. Hay cái gì mà hay. Tía em thì chịu rồi. Nhưng mà còn mẹ anh. Ừ thì mẹ anh nói hả? Mẹ anh sao? Ừ hả? Mẹ anh nói hả? Mẹ anh sao? Anh nói cho em nghe đi. Mẹ anh nói á. Sao tự nhiên làm em lo quá à? Mẹ sao? Mẹ nói gì nói em nghe đi. Mẹ nói với anh, mẹ rất thương em. Thương vì nết la như mình ngoan hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước, cậy người qua mối mai trầu cau. Tình dẫu muốn trao lòng vẫn lo âu, em nào dám đâu áo mặc quá đầu. Nếu chàng thương em xin lại thưa, ba em mẹ em đồng ý vẫn làm con cúi đầu xin vâng. Em ơi anh biết rằng nhà anh khó nghèo, còn anh trắng tay ngày tháng thư sinh. Xin anh vững lòng nghèo mà mình thương nhau, chọn đời mình nên duyên ước mơ nào hơn. Mình ước mong sao mình sẽ mến yêu ba mẹ thương tình, mai nghèo từ đây vui đẹp đôi, tương lai cùng nhau tìm tới đường trần anh có mình em thôi. Mai nghèo từ đây vui đẹp đôi, tương lai cùng nhau tìm tới đường trần anh. Sắc tím là phải sầu, phải nhớ. Sắc tím của Hoa Lục Bình còn là sự mộc mạc, chân thành và thủy chung nữa. Hoa Lục Bình cũng giống như là tình yêu đôi lứa, thật đẹp nhưng cũng thật mỏng manh,
cần phải được trân quý và luôn luôn được bảo vệ. Và thưa quý vị, một câu chuyện tình rất là dễ thương, ngọt ngào và trọn vẹn này được lấy cảm hứng từ một sáng tác của một thành viên trong nhóm Mộc, đó chính là Lê Phương, ca khúc Còn Thương Sắc Hoa Chung Tình. Xin được cảm ơn quý vị đã thưởng thức. Một tràng pháo tay cho các bạn. Cái thông điệp các bạn đưa ra là không phải cái chuyện tình nào màu tím cũng phải buồn. Các bạn đã lý giải một cái chuyện tình mà tâm lý ngược. Và cách các bạn đưa cái tâm lý ngược vào trong bài hát, ở dưới này Phương Thanh cũng không biết là sẽ hát bài gì mà sao thấy diễn thấy ghê vậy. Từng cái cảm xúc cứ cho mình lẫn lộn vậy. Mà cái tâm trạng ở dưới cái người xem á, các bạn cứ nghe là Phương Thanh là người xem nha, cứ muốn làm sao trời ơi cho nó vô đi, cho nó lấy nhau đi. Mà tại sao cái cách diễn xuất nó cứ ngược lại như vậy. Nó rất là hay ở các cái mối nối của các bạn. Và bài hát lựa rất là hợp lý. Phải gọi là tiết mục rất là rất là hoàn chỉnh. Phương Thanh rất thích tiết mục này. Ngày hôm nay nhận được lời khen từ phía chị Thanh rất là kỹ tính. Bởi vì đây cũng là một cái nét mới của tiết mục. Lúc đầu cho mọi người một cảm giác là hoang mang về một chuyện tình buồn, nhưng sau đó lại lật lại một câu chuyện vui có hậu. Thì đó là một cái điều mà rất là bất ngờ mà nhóm mong muốn mang đến cho quý vị khán giả. À, cũng như Phương Thanh rất là thích cái tiết mục của các bạn. Bởi vì nó rất là chân chất, nó rất là dễ thương, nó rất là đời thường. Cái hay của các bạn nữa là nếu như trước đây thì Trung Kiên còn hơi rụt rè trong diễn xuất, thì ở cái tập này Trung Kiên đã mạnh dạn hơn rất nhiều, đã vào vai hơn. Chúc mừng em rất là nhiều Trung Kiên ạ. Nhưng mà bị trừ điểm, một cái điểm kỳ lắm, nói ra nó kỳ lắm mà phải trừ là tại vì ôm hoài hả? Hoài. Thể hiện tình cảm hoài. Làm như không có ai biết là hai bạn đang yêu nhau, ôm hoài. Nhưng mà chị thích cái cảm xúc từ đời thật. Tức là thường những người mà yêu nhau ngoài lên sân khấu khó diễn với nhau được như vậy, nhưng các bạn lại làm được cái điều rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Cái thông điệp mà em muốn tặng cho hai người này đó chính là tình yêu nó giống như là hoa tím lục bình, nó đẹp nhưng mà nó mong manh lắm. Hai người phải biết trân trọng, yêu thương nhau. Và đối với Nam Long thì trong cái về cái dàn dựng á, thì Hoa cũng rất là thích ở cái tiết mục này. Các bạn múa nó rất là vừa phải, rất là cân đối, đội hình bố cục sân khấu nó rất là đẹp mắt. Chúc mừng tất cả các bạn trong một tiết mục rất tuyệt vời. Thầy Hà Thế Dũng. Thầy sẽ chê đó. Đúng rồi đấy. Xin lỗi hai vị nữ đáng yêu ngồi cạnh tôi. Nhưng mà tôi hơi khó tính với cái tiết mục này một chút. Tôi hơi chê Nam Long một chút. Thì trong cái cách biên của em ấy, đầu tiên là tôi nói về trang phục, nó cũng có ý, nhưng nó hơi phí. Phí cái thứ nhất đó là cái ngữ cảnh. Ở phía đằng sau phông nó là cả một cái, từng cái cụ lục bình trôi, nó đang rất đẹp. Thì ở dưới này bản thân cái sắc phục nó cũng phải hài hòa, bởi vì không phải là chỉ chiếu để mà chiếu, nó là một phần trong dàn dựng của mình. Hai nữa là cái trang phục, cái sắc phục toàn bộ số diễn viên múa nữ, đến khi mà các bạn lại lặp lại ra thêm một lần nữa, thì vậy thì một cái sắc phục như thế nó sẽ phá đi cái tổng thể của mình rất nhiều, hơi phí. Rồi cái câu chuyện nó cứ được diễn ra như thế thì cần phải có một vài cái góc độ của tạo hình múa, thì em lại cứ cho nó nổi trôi, em múa đều từ đầu đến cuối. Nó có cái gì đó mà thiếu cái tinh thần của người biên đạo. Còn vẫn chúc mừng tất cả các bạn vì các bạn đã biết nắm tay nhau đúng như cái tiêu chí của ngôi sao phương Nam đặt ra cho các bạn. Tức là phối kết hợp với nhau để tạo nên một cái tác phẩm mới, có đầy ý nghĩa, có nội dung, có ý tưởng, nhưng rất dung dị, nhẹ nhàng, rất đời. Cảm ơn các bạn. Tất cả sự thành công của tiết mục này đó chính là nhờ Kiên chọn bài. Đúng rồi, đó, Kiên chọn tất bài. Tất cả là công sức, công trạng là của Kiên chọn bài hết. Diễn xuất là của Lê Phương. Đúng rồi, Kiên là cái người quyết định thành công cho cái tiết mục ngày hôm nay. Kiên là người chọn bài. Còn Lê Phương là người sáng tác bài hát. Đúng quá bài tài năng. Xin cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng nhóm Mộc. Đường phố xung quanh tấp nập người.
Ôi tình yêu giống như cơn mê, yêu
lặng chỉ giữa thế mệt đề. Yêu người nên khó thân trước đam mê yêu mà ra. Ngắm lời yêu chẳng cho ta vui, đêm lặng nghe trái tim ngậm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Hãy hát lên khúc nhạc bừng lên rộn ràng ngất ngây, chân vui bước mê say, đôi cuồng tim cùng xin lòng chơi. Mình vắt kề vai đắm say, cho câu hát xa bay, cho niềm tin tràn dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng kia treo lẳng lơ, ánh mắt em say trong mộng mơ. Và tình đôi ta xanh như bài thơ, nghe hồn chơi vơi, người yêu ơi, nào cùng vui lên. Hát lên anh
không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu nay nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thắm cho ta gần nhau hơn. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hạt trôi mà chưa với nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm anh xa xôi, bóng mưa giăng mờ lối
rơi, có hay trong lòng tôi, có hay bao giờ bóng người yêu đớn. Chiều gió mưa khóc thương hình bóng xưa, ngàn thu mưa rơi trên áo em màu tím, ngàn thu đau thương vương áo em màu tím, nhường tim những chuỗi ngày vắng nhau, tháng năm còn lướt mau biết bao giờ thấy nhau. Hãy
ngày bạn đến nay hỡi. Nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tới đêm ba con tôi đợi chờ. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của anh.
thủy chung. Thấy người xưa kia gặp không ai, thương lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại quý vị. Bây giờ là thời gian cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với diễn viên Lê Phương. 10 giây dành cho quý vị, bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. À, chúng ta làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn, hãy giới thiệu về mình nào. Em chào anh Khanh, em chào chị Phương. Thế Chi xin được gửi lời chào trân trọng đến quý khách mời, quý vị khán giả có mặt tại trường quay cũng như quý vị đang theo dõi qua sóng truyền hình Vĩnh Long ạ. Xin chào Thái Chi, tiếng hát của bạn rất là ngọt ngào. Hai bạn đều dễ thương. Và khi mà bạn Thái Chi bước xuống thì Hà thấy rằng tất cả cái sự bao quát của bạn ấy, bạn đều có thể tự chủ được, từ góc máy quay, từ cách bạn ấy diễn, từ cách bạn đưa tay ra để nắm tay Lê Phương. Đúng rồi, chia sẻ của anh Quang Hà. Thế còn chị Ngọc Ly thì sao? Chị bước xuống á là như một nàng tiên vậy đó, có cánh nè, đi xuống mà sang trọng lắm, cười tươi nữa. Thì thật sự lúc đầu nếu mà Phương mà không chọn á, em xuống vậy chị cũng không nghĩ em hát cái dòng nhạc này luôn á. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn chị Liên. Thực sự là Khánh cũng thích cái luyến lấy của Chi á, tình cảm lắm. Khi mà hát cái bài với Lê Phương á thì Chi cũng đã làm rất là tốt cái phần của mình, tức là đưa vô những cái câu luyến lấy trong dân ca. Thấy cái cách xử lý cái cột hơi, cái rung của Chi á, cũng khá là ngọt ngào. Trong số 8 bài hát mà mình phải tập luyện á, Thái Chi có thể hát một ca khúc khác mà không phải là dòng này được không? Dạ, một trong 8 ca khúc mà Chi thích nhất đó là bài Ước Gì của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ạ. Ước Gì, dạ, một đoạn câu tặng cho chúng tôi nhé. Em đã biết cô đơn là thế, mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Rất là tuyệt vời, dòng nào bạn hát cũng rất là ngọt ngào đấy ạ. Và một lần nữa cảm ơn diễn viên Lê Phương và Thái Chi. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ giải lao cho ít phút trước khi tiếp tục chương trình quý vị nha. Hãy subscribe.
quý vị. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. À dạ, em xin chào anh Bạch Công Canh. Và lời đầu tiên thì cho phép Yuyen xin gửi đến toàn bốn vị anh chị ở đây và toàn thể quý vị có mặt trong trường quay cũng như quý vị đang xem đài qua đài truyền hình Vĩnh Long. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục này đi ạ. Khanh mời chị Vân Khánh. Xin chào Y Nguyên. Dạ em chào chị. Phải nói từ đầu chương trình đến giờ đây là một cái giọng ca mà Vân Thánh thấy nói rằng là nó rất là bản năng nhất. Rất là bản năng. Kể cả cái phong cách cũng vậy. Bụi. Không nghĩ khi mà bạn bước từ trên đó xuống mà nghĩ là bạn hát cái giọng này đâu. Tại nhìn bạn bụi bặm lắm, ngầu lắm. Chắc nghĩ phải rock riết gì trơn. Ông dè ra giọng ngọt quá trời ngọt luôn. Và Khánh thích là ở cái chỗ là bạn có một cái sự mộc mạc như vậy. Hát bằng cái tình cảm của mình, bằng cái nội tâm của mình, không qua một cái xử lý kỹ thuật gì hết, nhưng mà cũng chạm được trái tim người nghe. Và đặc biệt rằng là bạn diễn cũng vậy. Nó có cái sự e ngại hoặc là bạn cứ như thế này, nhưng mà bạn vẫn feel trong cái nền nhạc như vậy. Bạn không quan tâm, tức là khi bạn đứng trong sân khấu rồi thì bạn không quan tâm tất cả mọi thứ xung quanh. Cái đó là cái lợi thế của bạn. Kết hợp này đã tạo nên một cái tiết mục rất là hoàn hảo. Chúc mừng bạn. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chị Ngọc Liên nói về tiết mục này. Khi mà cất giọng hát lên thì Liên thấy một cái giọng rất đặc biệt, một cái giọng cao lắm. Em hát em rất là khoan thai, giống như là nó không cần một kỹ thuật nào hết, nó không vô một khuôn khổ nào hết. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. À chưa chưa, phải thêm cảm xúc, cảm thấy chỉ có một mình. Cái này có hơi kỳ quá. Ủa mà hai đứa bạn ở đâu ta? Phương ơi, Kiên ơi, đâu có tiêu rồi? Phương, Kiên. Rạng đông con chim sao nó bay ra đồng, theo con nước đang xuôi dòng ra đồng ruộng xa. Con chim sao nghe trong lòng bay bổng lời ca. Đây tới giờ thực tập rồi, đi đâu hả? Lên đây mau lên. Thấy chưa? Đi thực tập. Coi kìa, coi thực tập và có mặc đồ. Coi kìa. Ê, làm gì vậy? Nó không sao đâu, mình chụp hình đấy. Ông Phương vừa làm gì vậy? Thì Phương đi lên nè, chụp hình với mọi người. Đi kiểu gì vậy? Thấy cái cầu đằng kia không? Thấy. Mà có sao đâu, đi đây cho nó lẹ. Ở ngoài kia xa thấy mồ là biến lắm.
hôm bữa một hai ha, nói ha, mấy bạn trẻ dặm hoa, bước hoa, bây giờ nguyên một cái ruộng lúa người ta trồng biết bao nhiêu là công sức của những người nông dân mà lại dẫm lên cái ruộng lúa như vậy á, ý thức tuổi trẻ ở đâu? Mà nha, anh biết luôn á, Phương á, ỷ con nhà giàu nè, đi học lấy bằng thôi không, chuyên môn đâu, nữa là làm gì, nói hoài luôn á. Phương nè, giá trị của hạt ngọc Phương vẫn chưa cảm nhận được hết đúng không? Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông kín thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt buổi hôm nay. Hạt gạo làng ta có bao tháng bảy, có mưa tháng ba, giọt mồ hôi xa những trưa tháng sau, nước như ai nấu trên cả ga cờ, cua ngồi lên bờ mẹ em xuống cây. Hạt gạo làng ta những năm bom Mỹ trút trên mái nhà, những năm cây súng theo người đi xa, những năm băng đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt thơm hào giao. Hạt gạo làng ta có công các bạn, sớm nào trong hàm vực mẹ miệng gạo, trưa nào bắt sâu lúa cao rát mặt, chiều nào gánh vai quang thùng quen đơn. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa, em vui em hát hạt vàng làng ta, em vui em hát hạt gạo làng ta. Hạt gạo làng ta. Bác nghe hết rồi. Bây giờ con đã thấy giá trị của hạt gạo quê mình chưa con? Lắm. Con phải nâng niu nó nha chưa? Tôi hát bài ca ngợi ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Từ bàn tay xưa cây trồng gió chất lội bùn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cày thay cho. Vì không có đất, vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lái máy cày, và bao cô gái sẽ ngồi máy cày. Chiếc cầu tre trên vênh nhỏ bé đang bắt đầu,
được mùa thóc lúa chớ phụ ngô khoai, ăn quả ngọt ngọt nhớ người vun trồng, bàn tay quê hương vỗ về yêu thương. Bàn tay chiến đấu, bàn tay kiên thiết, chăm sóc sang sàn, những bàn tay trung dũng kiên cường, mở đường đi tới chân trời tươi sáng. Như tình yêu trao cho người yêu, trong gian khổ hạnh phúc tới rồi. Hạt ngọc quê mình, đó chính là tiết mục và cũng là một thông điệp mà chúng tôi muốn mang đến. Hạt lúa chẳng những là gạo, mang đến nguồn lương thực dinh dưỡng cho cả dân tộc chúng ta trong suốt nhiều thời kỳ. Mà bên cạnh đó, khi có mồ hôi, công sức, đặc biệt là sự thấu hiểu của tuổi trẻ, hạt gạo sẽ trở thành hạt ngọc để chúng ta cùng nhau trân quý và gìn giữ ngành nông nghiệp đã mang đến cho chúng ta những lợi ích từ trước đến nay. Thưa quý vị, xin chân thành cảm ơn ạ. Thưa quý vị, tiết mục của chúng tôi với màn biên đạo của Lương Hòa, Phương Minh Hòa của vũ đoàn Lương Hòa HGH. Bên cạnh đó là hai anh chị này yêu nhau thiệt mà đóng giả là chưa yêu. Thưa quý vị, xin giới thiệu Trung Kiên và đặc biệt cô gái Lê Phương, quá quen thuộc rồi. Hy vọng rằng tiết mục này sẽ là một thông điệp nho nhỏ để mang đến cho các bạn trẻ. Hãy nâng cao ý thức của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực, quý vị nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn về thông điệp ý nghĩa vừa rồi mà các bạn đã chuyển tải qua một tiết mục trình diễn rất là dễ thương. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ý kiến từ các vị giám khảo. Xin mời giám khảo Quỳnh Hoa. Trước tiên thì chị chúc mừng Lương Hòa. Bây giờ mới thực sự là em. Tiết mục vừa rồi của em rất là xuất sắc. Và lại thêm nữa là Lương Hòa ngày hôm nay đã có diễn xuất nữa. Em đã tạo một cái sự bất ngờ cho bản thân chị cũng như là khán giả của truyền hình. Và đối với cái phần âm nhạc, chị cũng đánh giá rất là cao phần dàn dựng này, rất hay, rất là mới mẻ, trẻ trung. Hoa nghĩ là mang cái tiết mục này để biểu diễn phục vụ cho các bạn sinh viên thì chắc chắn là các bạn sinh viên thích lắm. Trời ơi, mai mốt mà cái vụ mùa hè xanh á ha, mang cái tiết mục này đi diễn rồi khắp nơi luôn á, diễn miệt mài luôn. Còn đối với Phương Hiếu, ở phần này thì đúng là em toát lên được hết cái chất của mình, rất hay, em đã kết hợp được cái sự diễn xuất của mình và cái phần lời nội dung mà em muốn truyền tải nó đầy đủ, ngắn gọn, xúc tích. Và nếu chị cho điểm tiết mục này, chị cho em 10 điểm. Xin wow. Wow. Trời ơi. Em Phương Hiếu thì ảnh lành quá. Ảnh lành không tưởng luôn á. Rất là năng nổ, vui tính và rất là hoạt ngôn. Trước giờ nếu như quý vị đã từng theo dõi Phương Hiếu thì sẽ thấy rằng Phương Hiếu là người khá là năng động. Năng động ở đây không phải là mình hay nhảy nhót, mình hay tưng bừng, mà năng động ở đây là năng động về cách suy nghĩ và cách mình làm việc, luôn hết mình, luôn nhiệt tình và muốn mang cái gì đó mình tâm huyết vào trong từng tiết mục và từng phần dẫn dắt của mình. Hiếu thì vẫn có một cái nội lực MC rất là mạnh mẽ và cách làm việc rất là good. Xin chúc mừng em Lương Hòa đầu tiên. Cái thứ nhất là một bức tranh quê rất sinh động mà các cái màu sắc nó rất là rõ ràng. Từ kết cả cái phần xây dựng, từ ngôn ngữ kết cấu, tôi nghĩ rằng là ở đây đúng là em đã thể hiện đúng cái bản chất thực của mình, cái đam mê chính của mình, nhưng cái chính là cái sáng tạo của mình. Hai nữa là cái kết hợp giữa các cái ca khúc và đặc biệt là cả về âm nhạc, tôi cũng đồng tình với Quỳnh Hoa, bởi vì là các bạn làm đúng cái tinh thần, đúng cái tiêu chí mà như tôi suy nghĩ về Ngôi Sao Phương Nam, là các bạn hãy đời hơn, gần hơn, mang đúng tiếng nói của mình mà mang tấm lòng thật của người nghệ sĩ biểu lộ trong một tác phẩm có ý tưởng, có nội dung mà phong phú để cho mọi người cùng cảm xúc. Khán giả có đồng tình với tôi không ạ? Xin cảm ơn thầy Hà Thế Dũng. Cái tập đầu mình học được rất là nhiều từ những cái lời góp ý
thì dĩ nhiên cái tập 2 này mình sẽ rút kinh nghiệm để làm cho nó hay hơn, tốt hơn, để mong muốn đem đến một cái tiết mục thật là hay, thật là vui về cả phần nghe lẫn phần nhìn. Đương nhiên là bao giờ nó cũng phải có một cái lỗi, MC cũng phải nói là em luôn luôn tự tin, nhưng tôi vẫn có một chút nào đấy vẫn hơi suy nghĩ về em một chút, là cái điều tiết trong cái cách nói đôi khi em cứ bị nó hơi láu táu một chút, thì em nói vội quá. Người ta đang giả sinh viên mà thầy. Không, sinh viên này hơi năng động quá. Thế cho nên ở đây thì làm nghề thì phải hơi điều tiết một chút. Bởi vì thực ra là cái nghề MC đều nói nó phải tròn vành rõ chữ. Ý tôi muốn nói là như thế. Em rất là với thầy là cái lúc ngày xưa em mới bước lên sân khấu em dẫn chương trình em cũng láu táu, còn láu táu hơn cả Hiếu bây giờ. Dạ thực ra là trong tiết mục này á, em không muốn thể hiện mình là MC. Em là sinh viên mới ra trường ạ. Chính vì có những chương trình như là Ngôi Sao Phương Nam mới là dịp để cho những người có chuyên môn, những người có kinh nghiệm, những người là thầy giáo, những người là ca sĩ nổi tiếng, những người là MC chuyên nghiệp sẽ đưa ra những đánh giá và nhận xét để giúp cho Phương Hiếu biết được rằng là mình nên tiết chế như thế nào và có kinh nghiệm như thế nào để trở nên hoàn hảo hơn trong thời gian tới. Tôi có cái cảm giác là đang từ cái bài ca khúc đầu tiên xong đến cái phần dắt dẫn của các em rất logic, nhưng mà tôi vẫn không thích vào cái bắt đầu bằng cái bài Hạt Gạo Làng Ta. Hình như tôi có cảm giác là nó hơi bị vội trong cái chuyển đấy. Vậy em nghĩ là có thể là thầy Dũng nghĩ nó có một cái sự hơi bị đứt quãng một chút, thì có thể một phần đó là vì cái bài hát đầu tiên nó là cái chất Nam Bộ. Đúng rồi. Cái bài Hạt Gạo Làng Ta lại là cái chất Bắc Bộ. Bắc Bộ. Thì khi mà các bạn chuyển hai cái bài đó vào với nhau thì nó hơi đã có cái chuyển một tí, nó hơi cực một chút thôi. Với vai trò ca sĩ trong chương trình này á, Lê Vương và Trung Kiên rất là khó khăn trong cái khâu chọn bài, và rất là may mắn là giọng Phương với Kim mặc dù là nó nghịch, người quá cao người quá thấp, nhưng mà khi kết hợp thì nó cũng lạ và cũng được. cho nên là cái phần chọn bài thì tương đối là thú vị. Tôi em muốn là Hạt Ngọc dù là ở miền Nam hay miền Bắc, tôi muốn kết nối lại với nhau vẫn là Hạt Ngọc quê mình. Thì đối với Phương Thanh là không có Bắc Nam và Trung gì cả, mình có quyền đem tất cả về quê hương là của chính mình, lúa ở đâu cũng vậy. Nhưng mà cái cách mà kết hợp bài để truyền tải câu chuyện đó mới là quan trọng. Cho nên đối với Phương Thanh đây là một tiết mục rất là hay. Xin cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng tất cả các bạn Lương Hòa, Phương Hiếu, Lê Phương và Trung Kiên. Thưa quý vị, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện được bắt đầu bằng ngày xưa. Những câu chuyện này không phải là một câu chuyện cổ tích, mà đó là một câu chuyện được xảy ra cách đây 9 năm, 3 tháng, 6 ngày. Ngày ấy có một chàng trai rời quê lên Sài Gòn lập nghiệp chỉ với một ước mơ duy nhất mà thôi, đó là kiếm thiệt nhiều tiền để có thể giúp đỡ cho ba mẹ của mình. Anh ấy đã làm rất nhiều những nghề khác nhau, từ đi làm bồi bàn, phục vụ, làm MC đám cưới và cả những trung tâm hát với nhau nữa. Số tiền đầu tiên kiếm được tại mảnh đất Sài Gòn này là 60.000 đồng đã được anh ép nhựa lại và cất vào một nơi rất trang trọng trong ngôi nhà để nhắc nhớ chính bản thân mình đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của bản thân. Chắc hẳn các bạn nghe đến đây cũng đã biết người đó là ai rồi. Chính tôi, Minh Toàn. Có thể so với nhiều người, tôi chưa phải là một người thành công, nhưng so với bản thân, được giúp đỡ ba mẹ của mình, đó là một niềm hạnh phúc viên mãn. Trước khi bắt đầu vào chương trình này thì Toàn có hỏi những bạn khán giả ngồi bên dưới, đó là các bạn ước mơ điều gì. Có nhiều bạn ước mơ là mình thành đạt, có một vợ, hai con, nhà 3 tầng, xe 4 bánh. Nhưng cũng nhiều bạn ước mơ cực kỳ giản dị, đó là được một lần đưa ba mẹ của mình đi du lịch, đó là được về quê thăm nhà và ăn một bữa cơm sum họp với gia đình của mình mà thôi. Còn các bạn biết Lê Phương và Trung Kiên, người bạn diễn cùng tôi trong tiết mục này, thì lại mơ ước gì không ạ? À? Lê Phương mơ ước rất giản dị, đó chính là nhìn thấy bé cà pháo con của mình lớn lên mỗi ngày và có được một giấc ngủ bình yên, bỏ mặc ngoài tai bao nỗi buồn, sóng gió và thị phi. Các bạn ơi, nếu như các bạn có những ước mơ thì hãy bắt tay thực hiện ngay từ hôm nay các bạn nha. Bởi vì đời mình chỉ sống có một lần mà thôi. Đừng để 1 năm, 5 năm hay 10 năm sau nhìn lại quãng thời gian này mình tiếc. Tiếc không phải mình làm mình thất bại, mà tiếc bởi vì mình chưa bao giờ dám chạm vào chính ước mơ của trái tim mình. Hãy làm, hãy thực hiện, hãy bước đi, hãy vấp ngã và sẽ thành công.
hãy thực hiện chính những ước mơ bằng lý lẽ của con tim. Bây giờ tôi đứng lại chính tôi, chính tôi. Bây giờ tôi đang tin chính mình, chính mình. Bây giờ buông hết niềm đau, hãy nắm chặt tay, quên hết bao gì. Dòng thời gian trôi đi quá nhanh, quá nhanh. Đừng vội buông tay đi giấc mơ. Tôi gian khó đang chờ, tôi vẫn sẽ vượt qua. Tôi đang thấy mình trôi đi thật xa. Tôi không biết giờ tôi đang ở đâu, trong giấc mộng bấy lâu. Và giờ tôi bước đi trên con đường tôi. Và giờ tôi bước đi riêng một mình thôi. Và giờ tôi thấy ánh sáng lấp lánh bên kia bầu trời. Để giờ tôi tìm thấy chút nắng, chút gió, chút có hương mây. Để giờ tôi nhìn thấy ánh sáng lấp ló hay ngó qua đây. Để giờ tôi tin rằng trên thế gian này chẳng có điều chi làm tôi gục ngã sau bao điều đã trải qua. Và giờ tôi được là chính tôi, chính tôi. Bây giờ tôi đang tin chính mình, chính mình. Để giờ buông hết niềm đau, hay nắm chặt tay, quên hết bao phiền. Dòng thời gian trôi đi quá nhanh, quá nhanh. Đừng vội buông tay đi giấc mơ phía trước. Và dù có gian khó đang chờ, tôi vẫn sẽ vượt qua. Thời gian cho tôi niềm tin, dựa vào đâu tôi tin chính mình. Người yêu thương cho tôi bình yên và tình nguyện về. Để giờ tôi được là chính, để giờ tôi được là chính tôi, chính tôi. Vì giờ tôi đang tin chính mình, chính mình. Để giờ buông hết niềm đau, hay nắm chặt tay, quên hết bao phiền. Dòng thời gian trôi đi quá nhanh, quá nhanh. Đừng vội buông tay đi giấc mơ. Dù có gian khó đang chờ, tôi vẫn sẽ vượt qua. Trôi đi vui buồn tôi đâu biết gì, mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát. Để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ quá rồi, ôi đời buồn tên. Rồi bỗng sang ngày khu vườn xinh đã nở hoa, tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chắp cay. Nhìn sao ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi gục ngã, nhìn ngay chưa hững hờ. Có lúc tôi thầm mơ, sẽ hái sao trên trời. Mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình, là những điều nhỏ nhói thường ngày. Mà tôi tìm mãi nơi phù du, bỗng thấy yêu đời quá. Yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười, và những khi bên người. Ngày chẳng còn lo toan mệt nhọc, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Ngày tháng trôi đi vui buồn tôi đâu biết gì, mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát. Để trôi đi mãi giữa một ngày mới thấy giấc mơ quá rồi, ôi đời buồn tênh. Rồi bỗng sang ngày khu vườn xinh đã nở hoa, tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chắp cay. Nhìn sao ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi gục ngã,
nhìn ngay cho hững hờ. Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sắc trên trời. Mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng. Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người. Ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Những ước mơ giản dị, những ước mơ lớn lao. Hãy cùng nhau thực hiện ước mơ của mình và bay trên những ước mơ đi nào các bạn ơi! Xin một lần nữa cảm ơn vũ đoàn, xin được cảm ơn Lê Phương và Trung Kiên. Thưa quý vị, đó là ước mơ của tôi. Ước mơ bay cao, bay xa, chạm tay tới hạnh phúc. Có lẽ thì chúng ta phải nghe coi Lê Phương bây giờ có nghĩ đến một ước mơ gì cho riêng mình hay không, Lê Phương nhỉ? Dạ, hiện tại bây giờ ước mơ đơn giản lắm anh. Dạ, là được điểm cao. Ừ, thì ngoài cái ước mơ đơn giản này, mình có cái ước mơ nào nó phức tạp hơn chút không em? À, dạ thôi, cái này chắc nhường cho bạn em trả lời. Vậy hả? Rồi thôi, bây giờ Kiên nói đi em. Dạ, ngay thời điểm hiện tại thì một ước mơ duy nhất của Trung Kiên là lúc nào nhìn thấy Lê Phương cười. Đang cười kìa. Dạ, vậy là em vui rồi. Ủa gì hết hả? Dạ, ước mơ em đơn giản lắm. À, Toàn, em là người gần gũi với hai bạn ấy. Em có thể nói thay hai bạn ấy được không? Dạ, anh Đại Nghĩa mà nếu như mà anh trong cánh gà là chắc chắn sẽ giống như em là ganh tị giả mang luôn á. Ở trong cánh gà mà tủi thân phát khóc. Ủa vậy thôi đi ha Toàn. Dạ, có nhiều chuyện hậu trường trong nhà đó. Dạ, bây giờ tôi gọi nãy giờ rồi các bạn không nói tôi nói. Dạ, thưa quý vị, ước mơ đơn giản là hai bạn này chung một mái nhà, vậy thôi. Anh Đại Nghĩa, cái đó không phải là ước mơ, cái đó là chắc chắn. Dạ. Bản lĩnh của một người đàn ông là ở đây, chắc chắn với hy vọng rằng em sẽ thực hiện được giấc mơ của mình là ngày nào cũng thấy Lê Phương cười giống như bây giờ nhá. Cặp đôi Lê Phương và Trung Kiên là một cặp đôi rất là đẹp, có thể hòa hợp được với nhau. Để có Kiên thì chắc chắn là Phương sẽ thành công cùng với Kiên được. Bây giờ tôi muốn là khán giả hãy cho tôi một lời vỗ tay bằng chính tấm lòng của mình đúng nhất về cảm xúc. Rất là cảm ơn khán giả trong trường quay và tôi cũng càng ngày càng có cảm xúc. Vì cái thứ nhất là cái mà các bạn xây dựng lên nó rất dung dị, nhưng mà nó rất tươi mới, là tôi rất thích. Hai bạn hát rất hay. Lê Phương nghĩ chắc là do những cái cảm xúc thật sự. Khi mà mình vui vẻ mà mình cảm thấy hạnh phúc thì tự nhiên mình cũng cảm thấy là mọi thứ xung quanh rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. MC Toàn, sự xuất hiện của em nó rất tỏa sáng, nó làm cho tự nhiên nó thay đổi hẳn cái không gian sân khấu ở đây. Chỉ có một chút xíu thôi thì tôi nghĩ rằng là em nói gọn lại một chút ở cái phần ban đầu thì tự nhiên bắt vào cái ca khúc nó sẽ rất là hay. Chỉ còn có một chút về biên đạo, mặc dù ý của em là tốt và cái cách thức dàn dựng, cái cách bố cục của em là tốt, không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay cái dàn múa này thì tôi hơi chê là không được đều lắm. Các bạn không được liền mạch và các bạn múa cứ chấp chới rồi tất cả các động tác, các ngôn ngữ nó không rõ ràng. Do đội múa là các bạn còn phải có nhiều công việc khác cho nên là cái thời gian tập luyện không có được nhiều. Nhưng mà không làm cản trở và khó khăn cho cả đội thì các bạn đã cố gắng rất nhiều. Nó chỉ hơi một chút gượng gạo ở cái chỗ mà bắt đầu bố cục bốn cái mục này ra rồi. Nếu như mà lúc đó Khương để cho những cánh bướm nó cứ vẫy vẫy tơi tả này lên thì trông nó hơi luộm thuộm. Bởi vì đặc biệt của người biên đạo đó là gì? Vấn đề về tiết tấu và sắc thái. Một cái lưu ý thôi. Nhưng mà tôi vẫn chúc mừng cái group này bởi vì cho tôi một cái cảm giác rất mới và tôi xin là tất cả các khán giả cùng vỗ tay cùng với tôi ạ. Dạ, đó có lẽ cũng là cái tiêu chí của các bạn ấy. Có sâu sắc, có nội tâm, có thấm đẫm đó, nhưng mà cũng rất là tươi trẻ. Dạ, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài là đây ạ. Đi thi thì những cái gì đẹp người ta sẽ nhìn bề tổng, nhưng mà có những lỗi nhỏ mình không nhìn được nhưng mà giám khảo và khán giả nhìn được thì từ đó mình sẽ rút ra được kinh nghiệm hơn. Thật sự là khi mà hai em đã xuất hiện lên rồi làm cho cái không khí sân khấu này trở nên nó tươi mát và sáng đẹp hơn nữa. Ước mơ của hai đứa em rất là đơn giản, bình dị mà cũng làm cho
ban giám khảo ở dưới này cũng ước mơ theo hai đứa em nữa. Dạ, chị muốn chị bay lên giống Lê Phương ha chị? Không phải đâu, ước mơ là hai em được tròn thành mơ ước của mình. Dạ. Vậy thôi đó hả? Chúc mừng hai em nhiều. Dạ, cảm ơn chị Thanh Hằng. Mời chị Quỳnh Hoa. Cái màn hình LED ngày hôm nay minh họa cho cái tiết mục này rất là đẹp. Những cái hình ảnh nó rất là chất lọc, đơn giản thôi nhưng mà nó rất là hợp. Chỉ có một cái Hoa không thích thôi, đó là bốn cái cột này nè. Có một cái cảm giác nó hơi bị thừa. Chỗ Minh Toàn thì thật sự là chị rất là thích cái cách dẫn của em. Nhìn nó rất là bản lĩnh, nó rất là đàn ông. Và cái phong thái của em nó lên sân khấu nó thu hút mọi người để mọi người phải lắng nghe em nói. Nhưng mà điều tiết lại vừa phải hơn. Hình ảnh Minh Toàn muốn mang đến cho chương trình Ngôi Sao Phương Nam không phải là một hình ảnh MC cố định nào đó, mà đó chính là những hình ảnh phải phù hợp với tiết mục. Bởi vì đây là một cuộc thi mà dành cho tất cả mọi người, từ biên đạo, MC cho đến là ca sĩ. Mọi người phải hòa quyện với nhau trở thành một tổng thể. Do đó sự hòa hợp là yếu tố được đặt lên đầu tiên. May mắn cho Khương lần này là được gặp được Minh Toàn, là cũng là một trong những người bạn cũng máu lửa lắm. Có nghĩa là đưa ra một cái ý tưởng nào là hai anh em cùng phối hợp nhau rất là chặt chẽ. Và hôm nay hình như là Lê Phương với cả Trung Kiên hát hay nhất từ bữa tới giờ nhờ cái cặp đôi này. Chúc mừng em ạ. Xin cảm ơn các vị giám khảo và một lần nữa xin chúc mừng tất cả các bạn về tác phẩm vừa rồi. Biên đạo Vĩnh Khương, Trung Kiên, Lê Phương và MC Minh Toàn. Đã đến 8 giờ tối thứ 6 hàng tuần và xin chào quý vị, tôi là Tú Trinh, người sẽ cùng với quý vị đồng hành trong chương trình Tin vào tình yêu. Thưa quý vị, như thường lệ và mỗi tập phát xem hội trăng tròn, trăng tròn buổi sau thật to, người ta đi đứng thật đông, đêm nay là hội trăng tròn. Em đi xem hội trăng tròn, áo quần hai gấm vặn vào, nhìn lên trên trời ông trăng soi lên bóng em. Ông trăng ý a nằm nghiêng, ông trăng ý a nằm nghiêng, ý a nằm nghiêng, trăng san ý a nằm nghiêng. Em đi em lạc lối về, giữa đường gặp mấy chàng trai hỏi thăm con đường nhà em, quen xa hóa xa gần nhà, theo nhau đi tìm lối về. Trăng tròn tờ sáng đằng sau, vầng trăng khoác em áo nguyệt, soi lên bỗng em nằm nghiêng. Em ơi, em ơi xuống đây, thao thức vì em, vì lời dạ từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, ước nguyện cả cuộc đời là mình luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm. Cầu mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò,
là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê, hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ. Nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho chẳng thương em nhớ tất cả là em. Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy, cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước gì cả cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước gì cả cuộc đời là được mãi mãi gần em. Thưa quý vị, và ngày hôm nay thì những người thực hiện chương trình chúng tôi đã mời đến đây một cặp đôi mà tôi nghĩ rằng câu chuyện của họ ít nhiều quý vị cũng đã từng biết, Lê Phương và Trung Kiên. Với những gì mà họ đã từng trải qua trong chính cuộc sống của mình, với những gì mà họ đã phải đối diện và cả sự can đảm mà họ đối mặt để có thể đón nhận lấy tình yêu của mình. Là một người phụ nữ, tôi khâm phục những gì mà Lê Phương đã trải qua. Và cũng là một người phụ nữ, tôi cảm ơn Trung Kiên vì những gì anh đã dành tặng cho Lê Phương. Và tôi tin rằng tất cả những gì mà chúng tôi chia sẻ trong chương trình Tin vào tình yêu này, quý vị cũng sẽ đồng cảm, và chúng ta sẽ cùng chúc cho cặp đôi Lê Phương Trung Kiên, khách mời đặc biệt của chương trình Tin vào tình yêu hôm nay, họ sẽ luôn luôn hạnh phúc, và sự hạnh phúc của họ sẽ mãi mãi đến bên cạnh nhau trong suốt cuộc đời này. Ngày nắng vàng rất hồn nhiên, có bóng em bên anh thật hiền. Một ngày bình yên, mình bước vào giữa trời xanh, tiếng trái tim ta đập thật nhanh, ghi thầm lời yêu thương. Ngày tin về chúng đôi, em bên anh, ngày mình chúng đôi, ngày dịu dàng gọi tình lên ngôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi. Em bên anh chiều vàng thu rơi, ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi. Và ngày bên cho em yêu cuộc đời, ta chỉ cần nhau thôi. Ngày sinh ra chúng đôi, em bên anh, ngày mình chúng đôi, ngày dịu dàng gọi tình lên ngôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi. Em bên anh chiều vàng thu rơi, ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi. Thưa quý vị, chúng tôi tin vào tình yêu. Còn quý vị thì sao? Các bạn thì sao? Các bạn có tin vào tình yêu hay không ạ? Tình yêu luôn luôn đúng, và tình yêu sẽ khiến cho tim chúng ta trẻ mãi.
Xin được cảm ơn Lê Phương, được cảm ơn Trung Kiên vì đã đến với chương trình Tin vào tình yêu ngày hôm nay. Xin được cảm ơn vũ đoàn Rạng Đông và biên đạo Trung Thảo đã cùng với chúng tôi mang đến tiết mục này, và cảm ơn rất nhiều tình cảm từ tất cả quý vị. Qua cái chương trình này thì mới biết rằng cái câu chuyện tình yêu của Lê Phương và Trung Kiên như thế nào. Cho hỏi lại coi có chính xác hay không nha. Dạ, thực ra thì cái tình huống trong cái tiết mục này nó cũng khá tương đồng với tình huống thật sự bên ngoài. Có nghĩa là trong một cái lúc mình không hề chuẩn bị để mà đón nhận một cái tình cảm mới thì tình yêu bất ngờ tới. Mà lúc đó em nghe Trung Kiên hát, có phải là hát cái bài này luôn không? Dạ, chính xác là bài Thao Thức Vì Em là bài đầu tiên Lê Phương nghe Trung Kiên hát. Trời ơi, hèn chi hát đầy cảm xúc luôn vậy đó. Vậy chứ còn cái nụ hôn đầu tiên của hai con người này thì diễn ra ở đâu vậy? Em có chia sẻ được luôn không? Dạ thôi, cái này lát mình nói sau nha. Rồi thôi, đó là cái chuyện cũng hơi riêng tư chút xíu. Tại nhiều khi đang trên cái đà anh muốn hỏi tới bến luôn vậy đó. Dạ, em bắt đầu giống chị Thanh Hằng, cảm giác sợ anh. Đại Nghĩa hỏi là nụ hôn đầu tiên là của Phương và Trung Kiên là lúc nào không? Bây giờ hung lại tại chỗ bây giờ cho anh Nghĩa thấy anh sợ chơi nè. Nhảy tim về chung đôi. Không hôn đỡ thì bạn bè cũng hôn được vậy. Hôn sao có được nè. Hôn sao cho anh Nghĩa anh thấy sợ chơi nè. Che đó kìa. Bây giờ em nghĩ là chị Lê Phương và anh Trung Kiên sẽ sợ chị Hằng. Ngày hôm nay á, Kiên với cả Phương đã kết hợp với nhau rất là nhuần nhuyễn trong từng tiết mục. Đúng là cái chủ đề ngày hôm nay diễn ra quá hợp với Phương với Kiên. Và riêng đối với Tú Trinh thì chỉ có một cái lời khen cho em là ngày hôm nay đúng là cái phần này em đã thay đổi và là có một sự lột xác so với những cái phần thi trước đây của em cho những cái tập trước. Và cái phần đầu nếu mà ngắn lại đường xíu nữa, gọn hơn tí xíu nữa thì nó sẽ hay hơn. Cảm thấy rất là thoải mái luôn, bởi vì là mình đã khiến cho ban giám khảo thấy rằng là mình vẫn có thể thay đổi được, chứ không phải lúc nào cũng là hình ảnh dịu dàng. Còn đối với Trung Thảo thì chị cảm ơn em và cái phần biên đạo. Các bạn rất là dễ thương, các bạn đã hòa chung vào cái tiết mục này giống như là các bạn đang thay cho tất cả khán giả đây để cùng hòa chung với niềm vui hạnh phúc của Trung Kiên và Lê Phương. Dạ, và cho em xin được nói một chút, đây là tiết mục mà anh Thảo như là một món quà dành đến cho chị Lê Phương và anh Trung Kiên. Bởi vì trong quá trình mà đồng hành cùng Ngôi Sao Phương Nam thì ở bên trong hậu trường chứng kiến được hình ảnh khoảnh khắc mà hai anh chị chia sẻ với nhau, gắn bó với nhau thì mọi người vừa ghen tị mà vừa cảm thấy hạnh phúc nữa. Cho nên là phút cuối cùng Tú Trinh và anh Trung Thảo đã quyết định là sẽ biến đổi kịch bản một chút và đưa câu chuyện thật của nhân vật chính này vào trong tiết mục này luôn ạ. Trung Kiên cũng rất là cảm ơn biên đạo Trung Thảo và cái cô MC rất là duyên dáng đã dàn dựng nên một cái tiết mục rất là hay, và để cho Trung Kiên cũng như là Lê Phương được hát hết mình, được thể hiện cái tình yêu của mình trên sân khấu. Từ nãy giờ tôi cứ cười mãi bởi vì tôi thấy rất là hạnh phúc vì các bạn yêu nhau nó thật là đẹp làm sao. Nó lắng nhất là đến lúc mà bắt đầu chuyển sang cái bài hát thứ hai thì cậu này thổn thức em ơi và cái giọng hát của em. Em ơi xuống đây. Thao thức tôi cảm ơn em bởi vì em cũng làm rung động lòng tôi chứ không phải là em chỉ có rung động lòng ai. Nhưng mà chúc mừng Trung Thảo, em rất thành công trong cái điều tiết, em có phần bố cục rất chặt chẽ các cái mảng từ đoạn đầu cho đến đoạn cuối. Việc thứ hai, em cũng rất thành công trong cái kết cấu từ ngôn ngữ múa cho đến kết cấu các cái tạo hình, các cái tuyến múa chuyển từ thấp đến cao, và em thay đổi các cái sắc thái ở trong cái tiết tấu của các cái luật động tác cũng rất là hợp lý. Duy vẫn còn một chút nữa mà tôi vẫn cứ muốn đòi hỏi ở em là mình giảm tải bớt những đoạn múa tập thể vẫn hơi bị dày trong một tác phẩm. Nhưng mà xin chúc mừng vì các bạn rất thành công.